Khi nhận quả bóng vàng, Messi đã gửi lời cảm ơn đến những người thân của mình. Ngôi sao người Argentina cũng không quên nhắc đến những người đồng đội, câu lạc bộ Inter Miami và Barcelona. Nhưng đến PSG thì mọi thứ có vẻ khó khăn hơn. Không cần ai nói cũng biết, quãng thời gian Messi ở Pháp đã phải chịu những áp lực không hề nhỏ. Tuy nhiên không phải vì thế mà Leo quên đi những điều tốt đẹp ở mảnh đất thơ mộng này. Lionel Messi cho biết, 2 năm ở Paris Saint-Germain đã giúp anh có nền tảng để giành chức vô địch FIFA World Cup 2022 cùng Argentina. Tôi đã có 2 năm nhiều kỷ niệm ở đây. Một số điều tốt, một số không tốt lắm. Tôi đã đề cập đến giai đoạn này nhiều lần. Giờ nó đã là quá khứ và tôi chỉ nhớ những điều tích cực. Cùng câu lạc bộ PSG, chúng tôi đã giành được 2 chức vô địch liên tiếp. Tôi đã có những người bạn thật tốt ở Paris và nhờ thi đấu ở đó, tôi đã trở thành nhà vô địch thế giới. Cảm ơn PSG. Vậy đấy, đó là thái độ đầy cao thượng, một cách phản ứng của nhân cách vàng dành cho những gì mà PSG đã làm với mình. Người ta thường nói rằng, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với mà thì mặc áo giấy. Messi hoàn toàn có thể gọi tổ chức một cuộc phỏng vấn với nhà báo Gaston Edu của Tài Xì Sport, một người rất thân thiết với anh, rồi sau đó kể đề về những việc đội bóng nước Pháp đã đối xử với mình như thế nào. Nhưng không, Messi đã thể hiện mình ở tầm vóc một con sư tử. Còn PSG thì mãi là chú chi hô hùa, chỉ biết kêu là và trách móc. Ngày 8 tháng 9, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã có những phát biểu nhắm thẳng vào Messi. Năm nay, trong chu kỳ mới của PSG, chúng tôi không quá tập trung vào kết quả mà tập trung nhiều hơn vào hiệu suất cũng như cách chơi của mình. Nếu chúng tôi làm điều này, kết quả sẽ tốt cho chúng tôi. Mùa này chúng tôi sẽ đoàn kết hơn. Một số người quên rằng trong 4 mùa giải gần đây, PSG đã lọt vào bán kết, chung kết Champions League và chỉ có 2 đội khác có thành tích tốt hơn là Real Madrid và Man City. Tâm lý đổ lỗi cho Messi không chỉ xuất hiện từ ông chủ tịch Jerome Rothen, cựu cầu thủ của PSG là người tích cực công kích Messi nhất. Sau trận đấu với Lille mùa trước, dù Anpulga là người hùng khi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng bằng cú sút phạt siêu phẩm, Rothen vẫn cho rằng đóng góp ấy là quá ít. Messi ở đâu? Messi đã biến mất khỏi trên sân. Và thật điên rồ khi PSG chi một khoản tiền lớn chỉ để cho Messi đi bộ trên sân. PSG đã yếu đi kể từ khi Messi tới. Và tất nhiên, chúng ta không thể không kể đến các cổ động viên Pháp hiền lành, dễ tính, nói chuyện cực kỳ văn hóa và lịch sự nữa. Trong lịch sử, các cổ động viên của Paris Saint-Germain luôn nổi tiếng là những người khó chiều. Không chỉ Messi, mà Neymar hay những cầu thủ vĩ đại khác của PSG như là Jorginho và Ronaldinho đều từng bị láo. Ngay khi ban tổ chức các trận đấu đọc tên Messi, họ đã nghe phải tiếng láo trên khán đài sân công viên Cao Hoàng Tử. Messi còn phải chịu sức ép tới nghẹt thở khi mỗi lần cầm bóng lại bị chế nhạo, huýt sáo. Thực ra, vấn đề chủ yếu nảy sinh mâu thuẫn giữa phía PSG và Messi xoay quanh thành tích ở Champions League. Phải thừa nhận là 2 năm của Messi ở sân Parc des Princes không như mong đợi. Đội bóng nước Pháp đều chỉ có mặt ở vòng 1/8 là tạch, và cách tạch thì không thể nuốt nổi. Mùa 2021-2022, PSG để Real lội ngược dòng dù dẫn trước 2 bàn và chỉ còn 45 phút là hết giờ. Mùa 2022-2023, đội bóng này thậm chí còn thua Bayern Munich mà không hốc đầu lên nổi. Và sự nổi giận được chút vào tấm bia đỡ đạn được chọn sẵn. Đó là Messi, người hưởng mức lương 40 triệu euro mỗi mùa và được kỳ vọng sẽ là người tạo ra sự khác biệt cho PSG tại sân chơi Champions League. Nhưng không phải người Pháp nào cũng vô chín mức mù quáng tới vậy. Trong một cuộc phỏng vấn với TNT Sport, Petit bày tỏ sự thông cảm với Messi và phê phán cổ động viên đã lăng mạ bóng đá khi nói: "Huýt sáo Leo Messi là sự sỉ nhục dành cho bóng đá. Cậu ấy đã rời khỏi đội bóng đó. PSG thậm chí không phải là một câu lạc bộ bóng đá." Thật hài hước khi PSG cho thấy họ không xứng đáng được gọi là một câu lạc bộ. Với tôi, PSG chỉ giống một nơi để các cầu thủ trú chân trước khi nghỉ hưu mà thôi. Điều này đúng ngay cả với các cầu thủ mới 20 tuổi. Khi chẳng có ai tiến bộ ở PSG, thì đâu phải lỗi của Messi. Là nhà ảo thuật với cây đũa phép trong tay, Messi chỉ có thể phát huy tối đa khả năng nếu các vệ tinh xung quanh cũng phải nỗ lực hết sức. Petit kết luận: "Tôi thấy chỉ có fan của PSG là không nhận ra được điều này. Đáng ra, họ phải hiểu PSG là một tập thể tồi vì những người có trách nhiệm ở đây đã mua sắm rất không hợp lý. Phải đứng trong hàng ngũ như vậy, một mình Messi không thể kéo cả con tàu PSG đi lên cũng là lẽ thường tình." Còn Ronaldinho, một huyền thoại vĩ đại, chỉ nói đơn giản thế này: "Điều tôi thấy khó hiểu nhất là các cổ động viên PSG đã la ó với Messi. Nếu bạn la ó chế giễu với một cầu thủ giỏi nhất thế giới như Messi, thì không biết bạn sẽ vỗ tay tán thưởng ai. Tôi thực sự không hiểu." Vậy ai đúng, ai sai? Hãy nhìn vào những gì mà PSG đang thể hiện ở mùa bóng này. Mùa bóng mà họ làm cách mạng khi không còn Messi. Thất bại 1-2 trước AC Milan ở lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League khiến cho PSG đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Dortmund. Và giờ thì bảng tử thần rơi vào tình trạng vô cùng khó đoán.
Hai lượt trận tới, PSG sẽ đụng độ Dortmund và Newcastle. Một đội họ đã từng thắng, còn một đội họ từng đại bại ở lượt đi. Bây giờ, bất cứ lần mất điểm nào đều có thể khiến cho cục diện bảng đấu này thay đổi chóng mặt, bởi khoảng cách giữa các vị trí chỉ là một điểm mà thôi. Thậm chí, Newcastle giờ đang bét bảng nhưng cũng đã có được 4 điểm. Tức là giả sử trận sau trịch chòe mà thắng PSG thì họ sẽ dẫn đầu bảng, còn đội bóng nhà giàu nước Pháp tụt xuống vị trí bay màu khỏi Champions League. Nếu kịch bản ấy xảy ra, nó chẳng khác nào một cái tát vào những kẻ cho tới giờ vẫn nói rằng Messi làm suy yếu PSG và thành tích của câu lạc bộ này là do Kylian Mbappe gánh. Có Messi, PSG nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng. Còn bây giờ, khi Messi làm vua một nước thì đội chủ sân công viên của Hoàng Tử đang vật lộn. Dạng sáng nay, Ninja Rùa là một trong những người chơi tệ nhất. Anh chỉ sút được 3 lần, 2 trúng đích, 1 đi ra ngoài, không có đường chuyền nào mở ra cơ hội cho đồng đội dứt điểm. Càng ngang 3 lần thì hỏng cả 3. Chạm bóng vỏn vẹn 56 lần. Những con số thống kê quá tầm thường so với một người được đặt ở vị thế gánh tìm. Phẩm chất tốc độ và kỹ thuật của PSG thật ra vẫn phát huy được hiệu quả khi anh đi bóng thành công 4 trong tổng số 6 lần thực hiện. Nhưng đi bóng mà không dứt điểm hoặc kiến tạo thì cũng chỉ để làm màu mà thôi. Suy cho cùng, điểm mạnh nhất của Mbappe vẫn là khả năng sút bóng vô cùng lợi hại, nhưng anh không tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn lên cả tập thể. Vừa săn bàn giỏi, vừa chuyền bóng giỏi thì cả lịch sử chỉ có mình Messi chứ đào đâu ra người thứ hai. Xin được nhấn mạnh là dạng sáng này Mbappe chơi ở vị trí hành lang cánh trái mà anh yêu thích nhất. Tiền đạo này thậm chí từng tạo ra một cuộc tranh cãi lớn trong nội bộ PSG khi công khai nói rằng mình chơi ở vị trí này sẽ hay hơn, sẽ tạo ra tầm ảnh hưởng lớn hơn. Và đấy, chúng ta đều đã được thấy những gì mà Mbappe làm, có khi còn kém hơn cả Neymar, chứ nói gì đến tầm Messi. Vậy mà đâu đó, những tiếng rên rỉ than khóc là Messi ăn bám Mbappe giữa hơi thành tích ghi bàn của Mbappe vẫn cứ xuất hiện để phủ nhận thành tích của Enfunga cho PSG. Họ nói rằng Messi có một mùa giải cấp câu lạc bộ không thành công, dù rằng anh có 21 pha lập công và 20 lần kiến tạo cho mọi đấu trường. Họ ngó lơ sự thật rằng ở PSG có được những thống kê ấy vô cùng khó khăn. Gonzalo Ramos đá tiền đạo cắm ghi được 2 bàn sau 14 trận. Con số này của Dembele tệ hơn, 0 bàn sau 14 trận. Giả sử vẫn còn Messi, chắc chắn Mbappe chỉ việc chạy và sút thôi, vì sau lưng đã có shipper vĩ đại Messi. Nhưng giờ thì chỉ có sang Mỹ, Ninja Rùa mới được gặp lại người đàn anh mà thôi.